Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 30 tháng 6 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới quay đầu giảm nhẹ, hiện tại đứng ở mức 2.326,7 đô la Mỹ trên một ounce và đây cũng là mức giá đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần này. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ quay đầu giảm, giao dịch ở mức 105,87 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm nhẹ, đứng ở mức 60.800 đô la Mỹ. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện tại giao dịch ở mức 4,402% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống giảm, đứng ở mức 81,46 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần ở mức 2.326 đô la Mỹ trên một ounce, như vậy là tăng nhẹ khoảng 6 đô la Mỹ trên ounce so với cuối tuần trước. Giá vàng trên thị trường thế giới không tìm thấy động lực mới và duy trì ổn định trong phiên giao dịch cuối tuần khi dữ liệu lạm phát mới nhất không đưa ra định hướng rõ ràng nào cho chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Mặc dù vậy, với mức giá hiện tại, giá vàng trên thị trường thế giới vẫn tăng gần 5% trong quý thứ hai và tăng 14% trong nửa đầu năm. Về mặt xu hướng của giá vàng, theo chuyên gia nghiên cứu cấp cao Mitchell Brown của Pepperstone, dữ liệu mới nhất không tạo ra bất ngờ nào trên thị trường. Theo vị chuyên gia này kỳ vọng, Fed sẽ duy trì lập trường chính sách tiền tệ tích cực của mình vì lạm phát vẫn còn chưa giảm đúng kỳ vọng. Và ông cho rằng, các nhà hoạch định chính sách hiện tại vẫn chưa vội đưa ra quyết định nới lỏng chính sách tiền tệ cho đến khi chắc chắn rằng lạm phát đang giảm về mức mục tiêu. Trong khi đó, theo dự báo giá vàng trong tuần tới của Kitco News, nhiều nhà phân tích thay đổi quan điểm so với trước khi dự báo kim loại quý này đi ngang. Cụ thể, với 12 nhà phân tích phố Wall tham gia cuộc khảo sát thì có 4 người dự báo giá vàng tăng, có 2 người chiếm 17% dự báo giá vàng giảm và có đến 6 người nghĩ rằng giá vàng trên thị trường thế giới trong tuần tới đi ngang. Trong khi đó, số lượng nhà đầu tư cá nhân tham gia cuộc thăm dò online của Kitco News dự báo xu hướng tăng vẫn chiếm đa số. Trong tổng số 178 nhà đầu tư tham gia thì kết quả có 86 người tương ứng với 48% dự báo giá vàng tăng. Ngược lại, có 50 người tương ứng 28% nghĩ rằng giá vàng giảm và 42 nhà đầu tư tương ứng với 24% nhận định kim loại quý này đi ngang. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường và trong nước. Giá vàng miếng SJC trong nước giảm và ổn định ở mức 76,98 triệu đồng trên lượng theo chiều bán ra trong tháng 6. Nếu mua vàng từ đầu tháng và phải bán ra lúc này, khách hàng lỗ hơn 10 triệu đồng trên một lượng. Cụ thể, đầu phiên ngày 1 tháng 6, giá vàng miếng SJC đã giảm 1 triệu đồng trên một lượng ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng trên một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên cuối tháng 5, về mức 85 triệu đồng trên một lượng bán ra. Tại Doji niêm yết ở mức 83,5 triệu đồng trên một lượng mua vào, 85,95 triệu đồng trên một lượng bán ra. Tới cuối giờ chiều cùng ngày thì giá vàng SJC giảm chỉ còn 81 triệu đồng trên một lượng mua vào, 83 triệu đồng trên một lượng bán ra. Từ ngày 3 tháng 6 trở đi, 4 ngân hàng thương mại nhà nước bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank cùng với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn bắt đầu bán vàng trực tiếp cho người dân, giá vàng SJC ngay lập tức được các nhà vàng điều chỉnh giảm mạnh. Đầu giờ sáng ngày 3 tháng 6, giá vàng SJC trong nước tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng trên một lượng mua vào, 500.000 đồng trên một lượng bán ra, về mức 82,5 triệu đồng trên một lượng bán ra. Và đến trưa cùng ngày, giá vàng miếng SJC giảm thêm 1 triệu đồng trên một lượng ở chiều mua vào và giảm 1,5 triệu đồng trên một lượng ở chiều bán ra, về mức 81 triệu đồng trên một lượng. Tới cuối ngày, giá vàng miếng SJC giảm thêm 1,02 triệu đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, mất ngưỡng 80 triệu đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Các phiên sau đó, giá vàng SJC tiếp tục lao dốc từ mức 77,98 triệu đồng trên một lượng mua vào, 79,98 triệu đồng trên một lượng bán ra. Sang đến phiên ngày 4 tháng 6, giá vàng miếng SJC đã giảm về mức 74,98 triệu đồng trên một lượng mua vào, 76,98 triệu đồng trên một lượng bán ra trong phiên ngày 6 tháng 6. Giá vàng miếng SJC trong nước giữ nguyên ở mức giá 74,98 triệu đồng trên một lượng mua vào, 76,98 triệu đồng trên một lượng bán ra cho tới hết tháng 6. Đây là chuỗi ngày giá vàng SJC trong nước ổn định giá nhất. Các thương hiệu vàng SJC, Doji đều niêm yết ở mức giá này. Đầu tháng 6 khi mà giá vàng giảm, nhiều người đã vội vàng bắt đáy. Nếu mua vàng từ đầu tháng, khách hàng lỗ hơn 8 triệu đồng trên một lượng. Còn bán vàng ở thời điểm này thì người mua lỗ hơn 10 triệu đồng trên một lượng. Những người đu đỉnh lúc giá 92 triệu đồng trên một lượng phải chờ thời gian dài nữa, may ra mới về bờ. Giá vàng SJC giảm và ổn định sau khi ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank và công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn triển khai bán vàng trực tiếp cho người dân.
tại các chi nhánh ngân hàng được chỉ định để tránh nguy cơ mất an ninh trật tự, tạo thuận lợi hơn cho người mua vàng. Gần một tuần sau, các đơn vị này đồng loạt triển khai đăng ký lấy số trực tuyến. Quý vị và các bạn thân mến, trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên trưa nay. Nhìn chung là mặt hàng vàng miếng cũng như là vàng nhẫn tạm thời không có thay đổi về giá. Chi tiết của bảng giá này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin này. Còn trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ cân hàng thương mại mua vào mức 25.223 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.473 đồng trên 1 đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.900 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.980 đồng trên 1 đô la Mỹ, giảm 40 đồng trên 1 đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch của chúng. Kính mời quý vị và theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn: SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán ra hiện tại đang ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Pin G Hồ Chí Minh và Pin G Hà Nội mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Phú Quý SJC mua vào 7.550.000, bán ra 7.698.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.550.000, bán ra 7.698.000. Mi Hồng SJC mua vào 7.600.000, bán ra 7.698.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Timbank mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Ngân hàng Timbank Gold mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì không có thay đổi về giá, chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán giá vẫn duy trì ở mức cao ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. SJC Huế mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. SJC Bạc Liêu mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Cuối cùng là giá nhẫn bô số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này thì cũng không có thay đổi về giá và đang được niêm yết như sau. Nhẫn bô số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.395.000, bán ra 7.555.000. Nhẫn bô số 9 loại nửa chỉ mua vào 7.395.000, bán ra 7.565.000. Vàng 4 số 9 mua vào 7.385.000, bán ra 7.485.000. Vàng 24K mua vào 7.210.9.000, bán ra 7.410.9.000. Vàng 18K mua vào 5.379.3.000, bán ra 5.629.3.000. Vàng 14K mua vào 4.129.2.000, bán ra 4.379.2.000. Vàng 10K mua vào 2.886.6.000, bán ra 3.136.6.000. Vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.468.000, bán ra 7.598.000. Nhẫn tròn bô số 9 Hương Thị Vượng tại Doji mua vào 7.465.000, bán ra 7.590.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.